Hello, chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV Anh chị em nhìn xem Rất nhiều mẫu mã điện thoại cũ, giá rẻ, chất lượng, hợp lý, hợp ví tiền cho anh chị em bà con đây Và sau đây mình sẽ đến những cái mẫu gọi là mình tâm huyết nhất trong ngày hôm nay Và gọi là những cái mẫu gọi là rẻ nhất trong ngày hôm nay Để cho anh chị em gọi là có cái hứng thú để xem kênh của mình Đây này, iPhone 13 Pro Max này anh chị em này Trước mặt các bạn là con iPhone 13 Pro Max quốc tế nhá. Con này mình sẽ cam kết với các bạn nó là main zin, màn zin và full chức năng. Máy không lỗi làm gì nhá. Pin xem nào. Con này uh, cho anh chị em xem một số thông tin nhá. Pin của nó là pin 85. Phiên bản máy là máy máy Hàn. Phiên bản 128 GB, máy quốc tế. Hình thức vỏ thì mình đánh giá con này được tầm 95% nhá. Con này bán cho bà con với cái giá nó gọi là hợp lý nhá hợp lý đây cho hết sáng hết cỡ đây giá bài để cho anh chị em con iPhone 13 Pro Max này giá 10 triệu 700 nhá con này tại sao nó lại rẻ đi vậy nó thật sự là tiền nào của đấy thôi anh chị em nhé tiền nào của đấy thôi với cái giá 10 triệu 7 tại sao nó lại giá 10 triệu 7 đây anh em nhìn kỹ xem nó hơi ám một tí đây này đấy ám cho cộng này thì nó thật sự với anh chị em là nếu mà anh em dùng cái máy này thì mãi mãi không bao giờ nó hỏng màn không bao giờ ám nặng được cứ thế là dùng thôi mình nghĩ là do con này là do mình do nó chạy áp hay sao ấy hay chạy gì thì nó sẽ bị ám này thôi chứ còn đâu là máy tất cả chức năng vẫn bình thường rất là ngon 10 triệu 700 rẻ hơn cả 12 Pro Max nhá 10 triệu 700 anh em có thể sử hữu được con iPhone 13 Pro Max quốc tế full chức năng nhá máy không lỗi làm gì cả màn hơi ám tí thôi màn hơi ám tí nó thật sự anh chị em ở cái màn này nó ám này thì mình không bảo thì chẳng ai biết nó ám cả nhá hơi tí này đấy ok Đấy là một keo gì ạ Hôm trước ấy Mình có đăng lên một cây uh, Xem nào Một cây XS Giá 3 triệu 6 Mà màn ám Màn ám nhá Mà tranh nhau mua Rất nhiều anh chị em đã hỏi mình mua con đấy Nhưng mà con này Nhá Con này màn không ám cơ Màn zin cơ Màn đẹp cơ Nhá Máy zin đẹp đẹp cơ Đấy màn zin menzin zin Nhá Full chức năng Anh chị em nhá Mỗi cái Vỏ hơi xấu tí Anh em xem vỏ này vỏ này đấy thì mình lại bán giá rẻ cho bà con nhá 3 triệu 8 ok nhá ba triệu tám trăm nghìn đồng iphone xs quốc tế mà thôi ba bảy thôi ba bảy thôi lãi trăm thôi iphone xs quốc tế nhá men zin màn zin đẹp luôn mỗi cái vỏ hơi xước này anh em nhìn, nhìn, nhìn xem về hơi xước anh chị em nào không quan trọng về hình thức thì mua phải dụng được để cho anh chị em là ba triệu bảy trăm nghìn đồng rẻ hơn cả iphone x anh chị em nhá rẻ hơn cả phân tích. con đấu cung này đẹp hơn tí này đẹp xuất sắc hơn một tí này Đây này đây XS này xuất sắc hơn tí đây đây của hai bạn học sinh Úi giời. đẹp hơn này đẹp hơn này đẹp hơn này xs quốc tế menzin màn zin zin đẹp là đẹp luôn thay mỗi của pin mới nhá đã thay pin anh chị em nhá đã thay pin này là báo pin linh kiện không xác định này để cho anh chị em cao hơn một tí là 4 triệu xs nhá quốc tế nhá 4 triệu Ok, full chức năng hết bảo hành 3 tháng luôn Anh chị em không phải lo nhá 8 lớp đây Hôm trước mình báo là 8 lớp còn một cây cây đỏ đúng không Tí này mọc thêm một cây đi, đen nữa Ê Cây đen này thì giá cao hơn một tí nhá Màu đỏ thì mình khê thôi Con đen thì mình sẽ để cho anh chị em bà con là 3 triệu 3 nhá 8 lớp quốc tế đen 3 triệu 3 Bây giờ mình để vào cái hộp hơi bẩn một tí 3 triệu 300 nghìn đồng 8 lớp quốc tế Đây còn hai cụ 12 rồi nữa đây 12 Pro quốc tế Nguyên zin nguyên bản, nguyên áp, full chức năng Hình thức thì nó không đẹp đâu nhá Nó thật sự là hình thức này mình chỉ định giá tầm 90, 91, 92% thôi Đấy, nhưng mà nó được cái là nguyên zin nguyên bản, nguyên áp Cái lô này, này, hồi xưa mình nhập về là 9 triệu đấy anh chị em ạ Bây giờ mình bán 8 triệu rưỡi thôi Mà các bạn đi ra cho cửa hàng khác mua một xem Không bao giờ có giá 8 triệu rưỡi nhá 12 Pro đấy Không bao giờ có giá 8 triệu rưỡi đâu nhá đây mình bán xả vì hai con này nó khê lâu quá rồi mình bán gọi mình bán xả lỗ đấy nhá 12 bộ đồ quốc tế 8 củ rưỡi xs đây nó hàng zinap phun chức năng đây 4 triệu rưỡi anh chị em nhá 4 triệu rưỡi 11 pro hàng zin đẹp thì đây nó vẫn là một cái gì đó nó hot nhá đây 11 pro nó vẫn là một cái gì nó hot thì 6 triệu 7 thôi nhá 6 triệu 7 thôi anh chị em nhá đấy anh chị em thông cảm như bên hàng xóm người ta đang mở nhạc rất là to đấy tiếp tục các bạn là iPhone X quốc tế nguyên zin nguyên bản nguyên áp đây nó vẫn là một cái gì đó là đắt đỏ anh chị em ạ 4, ,4 triệu 4 vì mình mua đắt thế nên là mình phải bán cao hơn một tí chứ mình không thể bán lỗ được bán lỗ suốt thì động được đâu mà làm nữa ở bà con đúng không đây này với những cái hàng 12 thường đây đây này, đây nó là những hàng 12 thường 128 ghi zin đẹp full mà là 128GB nha anh chị em nhá Những cái hàng này thì mình bán vẫn 7, 7, triệu rưỡi này 7 triệu rưỡi này Nhưng mà có một con này Duy nhất một con này Nhá 12 thường quốc tế Nó là hàng nguyên áp Nhá nguyên áp Mình mua lại gì hả thì mình bán rẻ thôi Đấy anh chị em đừng hỏi tại sao con này rẻ hơn con này Con này mình bán 6 triệu 8 thôi 12 thường quốc tế Nguyên gì nguyên bảo nguyên áp 6 triệu 800 nghìn đồng Nhá Mình mua rẻ mình bán rẻ thôi nhá Đấy con này cũng thế mình mua cao mình bán cao thôi Đấy, 6 triệu 8, con này 7 triệu rưỡi Đấy, tương tự như dòng 12 mini này 12 mini quốc tế này Đây nó là hàng zin Hàng chất phiên bản 64GB Nhá, để cho anh chị em là 5 triệu Chỉ cần bỏ ra số tiền 5 triệu thôi anh chị em nhá Này, vẫn có nguyên tiếng Hàn này Đấy, máy Hàn mà Chỉ cần bỏ ra 5 triệu thôi Này, 64GB máy Hàn này, 12 mini này 5 triệu thôi Bằng số tiền anh em mua một con XS Bây giờ anh em thử hỏi cửa hàng chỗ anh chị em xem iPhone XS bao tiền Đây XS đây Hình thức đây Cũng phải 5 triệu chứ đâu có ra gì rẻ đâu Đúng không Anh chị em ra quán hỏi thử xem XS xem bao tiền đứt ngay XS nhà mình chỉ bán 4 triệu rưỡi hàng xin thôi Nhưng mà anh chị em ra quán hỏi chỗ anh chị em hỏi mà xem XS không bao giờ có giá dưới 5 triệu hàng chất nhá Đây Số tiền chỉ bỏ ra bằng một con XS thôi Thì anh em có thể sử dụng được con iPhone 12 mini này Diện điết là đẹp luôn chỉ 5 triệu thôi Đấy là dành cho bản 64GB anh chị em thích bản 128 gb đây đúng không? 128 gb đây. 5 triệu 500 nghìn đồng. Nguyên zin nguyên bản. iPhone 12 mini. Ok chưa? Đấy. Gì đây? À đây. Cái một bạn bạn ấy bán muốn bán con này. Đấy. rất là hổ báo nhá iPhone 12 quốc tế 256 g Men zin màn zin nguyên zin nguyên bản nguyên áp pin 90. Con này để cho anh chị em bà con là xem nào. 7 triệu 2 nhá, 7 triệu 2. Đấy Ở đây Mình xin phép mình cắt bớt những cái khoản này đi Mình sẽ sang khoản luôn 12 Pro Max này Thưa anh chị em bà con là Đợt vừa rồi là iPhone 12 Pro Max Nó lên giá một cách kinh khủng và chóng mặt Mỗi cây nó lên tầm 1 triệu đến 2 triệu một cây cơ, anh chị em nhá Đây này 12 Pro Max này Đấy Con này thì nó làm ở cái lô cũ nhá Cái lô cũ này con này 12 bộ mắc quốc tế nhá Mình cam kết với anh chị em này Menzin zin màn zin Màn chưa qua đánh kính chưa qua ép kính chưa qua sờ ba kính nhá mỗi cái là vỏ là hình thức nó không đẹp thôi nhá vỏ nó không đẹp nó thật sự vỏ nó không đẹp vỏ thì mình chỉ đánh giá tầm chín 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 phần trăm thôi Đây. nhưng mà được cái nó xin anh chị em mua con này thì mình bán cho anh chị em Với cái giá là 10 triệu rưỡi hỗ trợ cho anh em chị em mua thoại của pin mới vì còn pin này chỉ có bảy chín thôi mình hỗ trợ cho anh em có pin mới nhá pin 100% phần trăm luôn mà 10 triệu rưỡi nhá mười triệu rưỡi 128 GB nhá. Có đâu đó anh chị em nó thích bản 256 GB đúng không? Đây 256 GB đây. 256 GB này. Thì con 256 GB này thì nó cũng zin tất cả luôn. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm đó là nó hơi 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 ám một tí này, hơi một tí thôi. Con này mình không bảo ám thì đố ai biết là ám đấy. Đấy, kể cả cột sóng này thế này, con này thế này, ám thì cột sóng này nhá. Một tí cột sóng thôi. Đây này, anh em xem, cột sóng này. Nhá. hơi ám một tí một cột sóng thôi nhưng mà dùng vẫn rất là ngon được cái nguyên zin nguyên bản bình thường để một con 12 thường à 12 pro max một 256g này mà anh chị em mua nhá bình thường để mua được con này thì anh em phải bỏ ra số tiền là hơn 12 triệu 12 triệu rưỡi đến 13 triệu anh chị em không tin cái ra cửa hàng chỗ anh chị em xem phải đến 13 triệu không nhưng mà mình nó sẽ rẻ đi rất nhiều 10 triệu 2 thôi 10 triệu 2 thôi anh em thể chịu được 12 pro max quốc tế 256 g đấy nhá. 256 gb chứ không phải 128 gb đâu. Vì bình thường những bản 256 g này bao giờ đắt hơn bản 128 gb là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một cây. Ok nhá anh chị em nhá. À, 7G đây, 7G mình còn sót con này một con này nữa nhá, còn hai con. 1 triệu 7 một cây. Vẫn rất là đắt nhá, không những con này không rẻ đâu. Nó thẳng nó con này không rẻ đâu. Sao trên gác rồi bẩn tí, bụi nhỉ. Không rẻ đâu nhá. 13 Pro đây thì mình đã những video trước mình đã lên rồi 13 Pro thì vẫn là cái gì đó là nó bí ẩn 10 triệu rưỡi 13 thường đây màu hồng đây có màu hồng nữa không phải về con màu hồng đẹp chưa Ui giời ôi ui. 13 thường màu hồng này Giống y 15 thật sự giống y 15 pin còn 97 nữa cơ đẹp mẽ mỹ mãn mê, mê, mã, mê man luôn nhưng phải hơn 10 triệu 10 triệu rưỡi cơ anh chị em nhá 10 triệu 500 nghìn đồng À đây, 11 Pro Max quốc tế 512 ghi màn GX đây. Đấy, còn con này thơm thì không để ý đây. 1 Pro Max quốc tế 135790. 11 Pro Max quốc tế menzin zin. 2 sim vật lý. Màn GX ám. con <laughs> này 512 ghi đấy nhá. Để cho anh chị em bà con là 6 triệu 500 000 đồng Kính sức một tí nhá. 6 triệu 500 000 đồng Coi như giá bỏ màm rồi còn gì nữa đúng không Nhưng mà màn này vẫn dùng ngon Màn GX này thì vẫn dùng ngon 6 triệu 500 nghìn đồng 11 Pro Max quốc tế iPhone XS Bên gì màn 100 nhá. Còn hai cây Để cho anh chị em chị em là hai con này hai con đặc biệt là ngon luôn ấy Để cho anh chị em là 4 triệu 2 thôi Quá rẻ luôn Đi 100 Con gì kìa 12 Pro Max nào đây nhỉ 12 Pro Max Con này báo thay pin Quốc tế 256 gb máy đẹp keng Thì Con này để cho anh chị em phải 11 triệu mới được nhá 11 triệu không để rẻ được Lỗ chết dở Đây X giờ độ 15 pro này Nên rồi này Thôi Nói chung là anh chị em cứ ngắm đi Đấy Anh chị em kết được con nào thì bóc riêng cho mình nhá Cảm ơn tất cả anh chị em và con